video clip hôm nay là chia sẻ với các bạn các vấn đề xung quanh cái lò xo squat, và cũng giới hạn trong cái xe rim quay. Trước mắt các bạn đây là cái đầu bò của quay 110, và khi chúng ta dùng cam độ thì chúng ta sẽ xử lý cái lò xo squat như thế nào. Đây là cây cam độ 6 ly 6, cam quay, và đây là một số những cái lò xo squat. Và tôi cũng chỉ đề cập trong cái giới hạn là cam mà xài cái cò truyền thống, tức là cò không có con lăn. Đây, những cái cò như thế này đây, cò không có con lăn. Còn cò có con lăn thì cái những cái liên quan về vấn đề lò xo squat nó cũng có thay đổi ha, cái sát rồi cái chuyện độc nó cũng có khác. Và cái việc lựa chọn lò xo squat đó là một cái việc rất quan trọng, nhưng mà cái tầm quan trọng của nó thì ít được thợ chú ý. Lý do là sao? Lý do là tại vì cái lò xo là nó dùng rất là bền, tức là chúng ta có thể chạy chiếc xe 30-40 năm mà mở ra cái lò xo thấy thì nó vẫn còn y nguyên. Thật ra nó nhão rồi. Thì theo cái catalog của cái nhà sản xuất lò xo cũng như cái tài liệu về xe bảo dưỡng xe, thì một cái xe chạy qua 100.000 dặm, tức là 160.000 km, thì cái lò xo nó sẽ giảm cái lực nén đi 10%, tức là do bị mỏi và nó nhão đi thì nó giảm cái lực ép của nó giảm đi 10%, và khi đó thì người ta yêu cầu chúng ta là thay lò xo mới. Thì 160.000 km đối với lại nước ngoài, kể cả trên ô tô, thì nó không có nhiều, tại vì họ đi những quãng đường rất nhiều trong một ngày hoặc trong một năm. Nhưng đối với Việt Nam mình thì 160.000 km thì có thể phải đi trên 10 năm, tức năm chạy 16.000 cây thì phải đi 10 năm. Nhưng có những chiếc xe chạy 30-40 năm thì lò xo vẫn để y nguyên như cũ, vì đơn giản tức là nhìn thấy nó y nguyên, nó chả có hư hỏng gì hết thì xe vẫn chạy được. Nhưng đối với kỹ thuật thì nó khác, nó có thay đổi, nó xẹp. Và chúng ta thấy ở đây trước mắt các bạn đây là những cặp lò xo xúc bắp rất là khác nhau, độ cao nó cũng khác nhau rồi các bạn. Nó đâu có bằng nhau đâu. Chúng ta để đứng lên để hàng ngang thì chúng ta thấy nó đâu bằng nhau đâu, cái cao cái thấp. Nó là những cái do nhiều nguồn sản xuất khác nhau và do những cái thời gian sử dụng khác nhau, cái cũ cái mới. Rồi nếu lò xo xúc bắp mà chọn không có đúng không tốt á, thì nó có thể rất nhanh chóng phá hỏng cái mặt cò này. Tôi nói chủ đề hôm nay tôi không nói tới cò con lăn ha. Con lăn là một cái kỹ thuật mới, sau này cũng cả nhiều chục năm sau này rồi chứ không phải là quá mới đâu. Nhưng mà vẫn cái cò truyền thống này vẫn người ta vẫn đang dùng rất là nhiều. Chúng ta thấy nếu áp lực cò lớn quá nó sẽ phá như thế này, hoặc là áp lực cò lớn quá thì nó cũng sẽ làm hư cam. Ví dụ những cam thế này, tất nhiên ở đây nó còn có cả những cái yếu tố là bôi trơn rồi nhiều thứ nữa, nhớt sạch nhớt dơ rồi nó đủ nhớt hay không, rồi chất lượng của cái cây cam này như thế nào. Nhưng đây là cây cam zin nha các bạn, cam zin chứ không phải là cam lô. Rồi thì tôi nói nhập đề dòng dài như vậy để đi đến là chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái cam, cái lò xo xúc bắp. Lò xo xúc bắp mà khi ga cuối mà chạy không lên hết được và nó có hiện tượng đờn thì giống như là những cái chuyên gia khác nhau thì nghe máy nổ hoặc là chạy xe thì người sẽ nói là cái này
đần lửa, người thì nói là cái này là đần bình sanh con, người thì nói là cái này đần là so xuất bắp. À, thì tôi chưa nói là do cái gì, nhưng mà như vậy cái đờn ga cuối không lên hết được. Ví dụ cái sức xe đó phải chạy được 100 nhưng lắp máy làm vô thế nào nó chỉ chạy được 70 mấy 80 thôi, là nó cứ lè tè hoài. À, thì mỗi người sẽ phán một kiểu, và trong đó nó có một cái nguyên nhân, và tôi không nói là ai nói sai nói đúng hết, nhưng trong các nguyên nhân đờn ga cuối thì nó có đờn lò xo xúc bắp, là do lò xo xúc bắp nhão gãy hoặc là do cái gì đó. À, vấn đề thuộc về lò xo xúc bắp các bạn. Rồi, à, thì cái xác định của nước ngoài, của những cái nơi mà chuyên nghiệp á, thì nó khống chế một cái lò xo xúc bắp là nó khống chế cái chiều cao. À, và tất nhiên là số xuất bắp nó sẽ có số liệu, cái số hiệu ở trong này là số hiệu lò xo ký hiệu là gì, ngoài số hiệu lò xo ký hiệu là gì, và chuẩn của nó là khi đo lên nó sẽ cao bao nhiêu. À, nhưng đó là những lò xo chuẩn, còn nếu những lò xo không chuẩn thì sao, hoặc là những lò xo nó cũ nó nhão rồi thì nó sẽ thay đổi chiều dài này. Mà chúng ta độ chế xe có nghĩa là chúng ta làm trong những điều kiện là của Việt Nam, những điều kiện của những người vọc xe chứ không phải là những nhà máy sản xuất xe. Do đó thì chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết là chúng ta làm cách nào cho nó tốt nhất trong những điều kiện chúng ta có. Thì cái đầu tiên người ta quan tâm tới một cái lò xo là nó có đúng cho cái đầu bò mình muốn xài hay không, là người ta đo cái lực ép. À, lực ép tức là cái lực nén lên cái lò xo này, chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ có những cái máy người ta nén tới cái chiều cao bao nhiêu đó thì cái lực chỉ ở trên cái máy ép đó phải là bao nhiêu kg hoặc là bao nhiêu bao. À, tụi anh thì nó đo đơn vị bao á, một bao nó bằng 453 gram thì tính ra thôi. Thì cái quy tắc đầu tiên khi chọn lò xo để lắp vào trong một cái đầu vò xài cam độ á, thì đầu tiên là cái lực ép lò xo khi xúc bắp đóng. À, chúng ta chú ý nha, tức là khi xúc bắp đóng bất kể là cây nạp hay là cây xả, khi đóng thì lực ép lò xo của nó là trung bình là từ 110 tới 120 bao, tức là khoảng là 50 tới 55 kg, tức là bằng trọng lượng của một người lớn mà ốm người Việt Nam mình á. À, và tối đa, tức là người ta cho số tối đa là mình sao là mình được phép để sau này, tức mình xài vài năm sau nó nhão nó mềm bớt đi là vừa, là không sao, tức là tối đa thì được 140 bao, tức là khoảng 63 kg. À, các bạn cứ lấy số bao ở nhân 0.453 thì sẽ ra số ký. 63 kg tức là bằng trọng lượng đè toàn bộ cơ thể của một người Việt Nam mà lớn cao khoảng 1m7, mà đừng có gầy quá, là khoảng 63, 65 kg, 70 kg đổ lại. Rồi, đó là tôi nói về lực. Và ở đây tại sao phải nói về lực? Tại vì khi mà không nói về chiều cao, tại vì chiều cao của khi chúng ta độ á, xài cán độ, thì cái chảo này nó đã được phá ra và những cái bệ của xúc bắp nó nằm sâu xuống ha. Ví dụ thay vì xưa kia nó nằm khoảng này, cái chảo nó cạn nó nhỏ, xưa kia nằm khoảng này, thì sau này sửa chảo phá chảo thì nó sụp xuống, mà nó sụp xuống thì các bạn phải thấy, tức là cái chỗ mà nó ngồi ở trong này nè, đây nhìn khó nhìn đó. Đó,
thấy cái chỗ nó ngồi trong này nó không thay đổi, mà bây giờ nó sụp xuống có nghĩa là cái đuôi nó đưa lên cao, và như vậy cái miếng lông đền nó chận cũng lên cao, thì có phải là cái khoảng mà lò xo bỏ vô trong á, từ cái miếng cái chén chận lông đền ở phía trên cho tới cái mặt chận lông đền ở phía dưới, khoảng cách nó xa lên, ví dụ trước đây nó là 35 ly thì bây giờ nó lên 37, 38, 39 ly. Lý do tại sao vậy? Tại vì cái chảo này nó sụp xuống nè, chảo mình lớn ra những cái bệ nó thấp xuống. À, cho dù là trên đây là cam độ 6.6, cho dù trên cam độ những đường kính cơ sở nè, đường kính mà có cái lượng nâng cam bằng zero, đường kính cơ sở nè, nó vẫn y như cũ, ví dụ nó vẫn làm 21 ly, nó không thay đổi gì hết, cam zin cũng 21 ly, cam độ 21 ly, thì như vậy nó khác là khác gì, cái lượng nâng là cái gối này nó cao hơn, nó mở rộng góc ra hai bên đồng thời nó cao hơn. Ví dụ hồi xưa nó là 5 ly 2, 5 ly rưỡi đối với cam zin, bây giờ nó lên 6 ly 9, 7 ly, nó nâng lên 5 ly 2 với 6 ly 9 là các bạn biết là đã nâng lên là bao nhiêu rồi, nó đã nâng lên 1 ly 7 rồi, hoặc là 5 ly rưỡi 6 9 là 1 ly 4 rồi. À, thì một mặt là nó nhấn sâu xuống, nhưng mà một mặt do nó phá chảo thì nó cũng bị đuôi bị đưa lên, và kết quả là cái chiều cao mà lắp lò xo bỏ ở đây nè cũng bị cao hơn, tại vì xưa kia 35 thì giờ lên 37, 38. Và khi nó tăng cái chiều cao lắp lò xo thì có nghĩa là lò xo mềm đi, tại vì cái đóng hồi xưa nó nén lại vậy nó mới đóng, còn bây giờ nó cao lên 20 ly đã để hờ vô đã đóng rồi, do đó là cái lực nó không còn nữa. Và cái lực này lò xo bị đờn hay không bị đờn là cái lực này nha các bạn, cái lực mà khi những cái con khi con xúc bắp đóng hết á, thì cái lực mà giữ cho con xúc bắp mà nó dính yên ở trong cái bệ nó ngồi mà, thì cái lực đó là quan trọng lắm. Và người ta cho phép đối với cái xe chạy 90-100 km/h thì cái tức là cái tua máy khoảng 7.000 tới 7.500, thì cái lực đó là từ 50 cho tới tối đa là 63 kg, tức là bằng cái lực đè. Nếu chúng ta là người nặng 70 kg, chúng ta đè chúng ta lắp vô được, còn nếu chúng ta nặng 50 kg, chúng ta sẽ không lắp được, chúng ta phải nặng hơn, tại vì phải đẩy lố qua thì mấy cái móng ngựa nó mới vô được. Rồi, để minh họa thì tôi lắp đỡ một bên lò xo xúc bắp vô, và tôi cũng chỉ lắp một cái lò xo lớn ở ngoài thôi để cho nó dễ làm, vì lắp đủ lực rất là vất vả, rồi tháo ra nó cũng khó nữa. Đây thì khi các bạn kiểm tra cái lực, tất nhiên tôi nói lực của hai cái lò xo to và nhỏ lắp vô trong cái cây xúc bắp này thì cái lực nó tối đa là 63 kg, trung bình là từ 50-55 kg, như hồi nãy tôi nói á, là ở vị trí là cây xúc bắp nó đóng hết, nó ngồi chính vào trong bệ, và muốn đẩy cho nó hở ra là phải có phải tối thiểu lực lò xo là phải cứng từ 50-55 kg, và nếu được 63 kg càng tốt, tức là để phòng hờ sau này nó mỏi ha. Thì chúng ta không có phương tiện gì đo thì chúng ta chỉ dùng cái lực của trọng lượng bản thân thôi, hoặc các bạn nếu có cái phương tiện để đo có những cái máy ép thì không có đắt nhưng mà không phải ai cũng có ha. Thì ở đây tôi muốn nói cái chiều cao của cái lò xo khi làm việc, khi xúc bắp đóng thì là chiều cao này, tức là tôi làm cái ni để tôi đo. À, vì độ rồi thì chả có catalog nào hết. À, thì tôi cũng làm cái que bằng nhôm mà tôi thả vô, tôi cho ở phía dưới thì nó chạm vô lò xo, nó ngồi xuống phía dưới, ở phía trên thì nó ngang với lại cái cạnh trong. À, cạnh trong của cái tấm chặn lò xo phía trên á. Rồi tôi đánh cái dấu mực như vậy. Rồi chúng ta đo thử coi. Thì chúng ta làm thô sơ có tính chất là minh họa, còn các bạn muốn làm chính xác thì các bạn phải có máy để các bạn ép thử nữa ha. Ép thử ngay trong cái thực tế trong đầu bò luôn. Đây thì chúng ta thấy nó phủ bì của cái chiều cao làm việc của cái lò xo xúc bắp này là 28 ly. Thì chúng ta cứ tính 28 ly đi. Đó. Từ 27 ly rưỡi tới 28 ly. Thì
chúng ta muốn chọn một cái bộ đôi lò xo này, muốn xem là ở vị trí khi ép vào 28 ly, ép vào cho nó bằng cái chiều cao này ha. Các bạn thấy bây giờ để tự nhiên ra nó đã dài hơn cả, tức là đo đi ha, để tôi đo đi. Để tự nhiên thì chúng ta thấy là nó đã dài quá trời dài rồi, nó đã dài tới, nó đã dài tới 38 39 ly gì rồi, tức là ép lại từ 38 39 ly ép xuống còn 28 ly thôi, rồi coi trên đồng hồ nó bao nhiêu ký. Coi trên đồng hồ nó phải trên 50 ký mới được nha các bạn. À, ép lại 28 ly, coi trên đồng hồ phải trên 50 ký. Là cho phép tối đa là 63 ký, còn hơn nữa có được không? Hơn nữa thì nó lãng phí, tức là nó không cần thiết. Hơn 63 ký không cần thiết, nhưng mà nó làm sao nó sẽ mau phá cỏ, nó mau phá cam, nó mau phá mấy cái gối cam này ha. Rồi đồng thời nó cũng, nó nặng như vậy thì nó sẽ làm giảm cái sức xe đi, dầu là ví dụ 5% nữa cũng không tốt. Giảm đi thì có nghĩa là nó tiêu thụ xăng nhiều hơn, rồi cam cò máu mòn hơn, nhiều thứ. Rồi sơn cam kéo nặng hơn thì bánh sơn cam cũng mau mòn, mắt sơn cam mau nhão, nhông chia thì cũng mau mòn. Tức là nó kéo đi nhiều thứ liên quan lắm, chứ không phải là chỉ ngay cái mặt cam hay là cái cò không. Rồi đó là cái việc thứ nhất là khi xúc bắp đóng. Còn khi xúc bắp mở tối đa thì sao? Thì giờ tôi phải lắp cây cam vô để tôi tạo cái hiện trường. Và người ta yêu cầu là khi xúc bắp mở tối đa, xúc bắp này mở lên tối đa, tức là cái ốc chỉnh cọ nó đạp vô đây, cái cây xúc bắp này lên, cái cam độ này 6.6 thì cây xúc bắp này sẽ lên 6.6. Nó bằng nhau tại vì sao? Tại vì cái này, cái rocker nè, cái con cò này từ tim này qua cái tim mặt chịu ở đây mặt cong nha, nó sẽ có cái tim từ, rồi từ tim này qua tới cái tim của con ốc chỉnh cò này bằng nhau, tỷ lệ 1:1. Tại vì có một số xe tỷ lệ nó sẽ khác, lên xe hơi chứ tỷ lệ nó là 1.5, 1.6 gì đó ha. Nhưng đối với trường hợp của Rimway này tỷ lệ này nó 1:1. Thành ra là nâng cam bao nhiêu thì bên xúc bắp nó cũng đi bấy nhiêu. Rồi bây giờ để tôi lắp cái cốt cam đổ vô. Rồi tôi lắp cái cam cò rồi vô rồi để tôi minh họa một cái chú ý thứ hai liên quan rất lớn vấn đề lò xo xúc bắp chọn đúng. Thì ở đây tôi lắp một lò xo thôi, nhưng mà chúng ta phải thống nhất, tức là cả cái lò xo trong và lò xo ngoài đều tuân theo nguyên tắc này. Bây giờ tôi sẽ lắp tới cái đỉnh cao nhất của cái cam ha. Đây tôi sẽ quay cho nó. Đây các bạn thấy là ở đây là cái tôi chỉ lắp phía bên cái cam cam hút thôi, tức là cam xả nó xả ra gần hết thì cam hút nó mở và nó sẽ lên cao nhất. Rồi đây là cam hút lên cao nhất ha. Rồi chúng ta coi đây, tức là đây cây xúc bắp hút mở lên vậy đó. Và bên tôi lấy cái gì để cho chúng ta đo cái tương đối. Cái thước này tôi đang để cái tầm 7 ly nè, đo tương đối để mình có cái so sánh cái hiệu. Cái cam này thì nó mở 6 ly 6 đó các bạn, cam độ mở 6 ly 6, có nghĩa là con xúc bắp từ vị trí đóng tới vị trí mở hết nó cũng di chuyển là 6.6 thì dọc cái trục của nó. Cái này mình để hờ vô để mình có một cái so sánh thôi ha.
Đó, các bạn thấy tôi để thước 7 ly à, tôi đang để thước 7 ly, 6 ly 6 nó yếu hơn chút. Rồi chúng ta xem phía bên này là vấn đề tôi muốn nói là cái gì. Thì nó có một cái nguyên tắc thứ hai, tức là khi xúc bắp mở hết, dù là cây út hay là cái cây cây xả bên đây, khi nó mở hết thì cái khe hở của hai cái vòng lò xo liền nhau à, mở hết nghĩa là nó nén lại hết nè. Khi nó nén lại hết thì cái khe hở này nè các bạn, khe hở này nè, cái khe hở mà giữa cái dòng này qua dòng kia, tôi đúc thước cái đó này, thì hiện nay cái tay mình bóp thì sao bằng được. Thì hiện nay ví dụ tôi bóp sơ sơ vô thì nó đang là khoảng 3 ly à, nhưng khi nó nén vô hết á, người ta yêu cầu nó phải lớn hơn 1,5 ly, còn nếu nhỏ hơn 1,5 ly là không được à, cái điều này rất quan trọng nha, nhỏ hơn 1,5 ly là không được, tức là anh phải sửa lại bằng kiểu gì đó, anh sửa lại cho tôi. Nó cái khe hở khi nó nén vô hết, nếu như hết như hồi nãy chúng ta đo nó là 28 ly, khi nó nén vô 28 ly thì cái khe hở này nó phải còn lại là 1,5 ly trở lên, còn nếu nó dưới 1,5 ly thì hiện tượng gì xảy ra, tức là trong quá trình lò xo nó đóng một giây nó mở 60 lần, ở 7,200 giây một giây nó phải mở 60 lần, thì khi nó mở liên tục như vậy á, chúng ta nháy mắt một giây chúng ta nháy mắt được có mấy cái thôi. Hoặc như cái phim ảnh là mắt chúng ta coi liên tục chuyển động là 24 khung hình trong giây, nhưng mà ở đây là nó tới 60 khung hình, 60 lần mở trong giây à, và do đó là nó tưng à, trong quá trình nó đóng mở liền liền gì đó, nó phải có cái sự rung của nó, và cái khe hở 1,5 ly đó là tối thiểu để cho nó rung. Còn nếu chúng ta để nó dưới 1,5 ly nó không rung được đó, là nó sẽ loạn à, cái điều này rất là thú vị đó các bạn. Rồi thì bây giờ ở đây á, vấn đề là cái cây cam này bây giờ tôi đang đẩy vậy, nhưng mà tôi đâu rút ra được, tôi rút ra thì nó sẽ sụm cò xuống à, thì thôi bây giờ các bạn chịu khó xem ha. Ở đây chúng ta đây, tôi rọi ánh sáng vào, các bạn vẫn thấy cái khe hở đó, chúng ta nhìn bằng mắt này thì cũng khá tốt đó, tức là nó nhìn cái này thì tôi có thể phán đoán liền hiện nay là nó đang là trên 1,5 ly rồi, nó có thể tới 2 ly luôn đó các bạn à, thì như vậy ok ha à, các bạn thấy nè à, tôi à, đây nó vướng cò vướng đủ thứ đó. Đó, nhưng có thể thấy một cái vòng, tức là khoảng cách giữa hai cái vòng lò xo gần kề nhau thì cái khe giữa hai lò xo nó phải trên 1,5 ly, dưới 1,5 ly là không được. Rồi tóm lại thì ở hai cái nguyên tắc đầu tiên này nó phối hợp với nhau, tức là cái lực nén lò xo vô đây cho phép tối đa là 63 kg, và phải trên 50 tới 55 kg là trung bình là nó sẽ không bị đờn. Cái thứ hai nữa, khe hở của hai dòng lò xo liền kề nhau phải trên 1,5 ly, dưới 1,5 ly là nó khi nó hoạt động tốc độ cao nó sẽ đá nhau, rồi nó gây ra nó loạn, rồi nó sẽ đóng xúc bắp không được. Nè, các bạn nhớ hai yếu tố đó. Thì tôi để lên là tại vì cái cây xúc bắp này nó đang mở ha, để nằm xuống nó sẽ đụng cái nấm này nó sẽ bị cong ha. À, bên cái cây xả cũng vậy, bên cây xả cũng vậy ha. Kỳ vì cả hai cây trừ trường hợp là người ta làm cái lượng nâng gói cam của cây xả và cây nạp và cây xả không giống nhau. Ví dụ cây cam cô sôn qua mấy bữa trước tôi có giới thiệu các bạn là cây cam nạp cái gói nó tới 7,5 ly, mà cam xả gói nó có 7,3 ly, thì ở đây nó cũng có lý do, tức là anh xả đi với tốc độ cực lớn thì không cần mở sâu như vậy, mở 7,3 ly đủ xài rồi. Còn anh nạp anh đi áp suất âm, anh hút vô, mà hút vô làm sao mạnh bằng nổ cái đùng cái bay ra, thử ra anh hút vô thì anh phải mở lâu hơn và mở sâu hơn. Rồi chúng ta đi qua một cái
thuyên tắc nữa. Rồi tôi nói thêm về cái hiện tượng đờn lò xo xúc bắp, thì những cái xe zin như hồi nãy tôi đã nói, ví dụ cái chiếc rim quay 100 thiết kế max speed ở 7.000 vòng phút, có thể lên 7.200 vòng phút, thì 7.200 vòng phút của cốc máy thì cốc cam là 3.600, và trong một phút 3.600 thì có nghĩa là trong một giây là 60 lần mở cây xả, 60 lần mở cây nạp. Và nếu lò xo xúc bắp chọn không đúng thì nó sẽ bị đờn, tức là cái tiếng Tây nó kêu là van float. Float là nổi, van valve float, van nổi, rồi xúc bắp nổi, nghĩa là nó không đóng được, lúc nào nó cũng cứ bồng bềnh ở trên, nó chưa kịp đóng thì cái thằng này là mở tiếp, tức là hai anh cứ lúc anh mở ra là gói cam điều khiển, anh gói cam thì nó bằng thép, nó cứng mà. Mở ra thì anh buộc phải mở rồi, nhưng mà khi anh thu về là tự cái lò xo anh hồi về, chứ cam là chỉ cho rớt về thôi, cam thả về cái dòng cơ sở thì tự lò xo nó phải làm việc, tức là tự lò xo nó phải hồi về, chứ cam không có hồi về, cam không lôi về, cam chỉ đẩy tới thôi. Và cuối cùng nếu mà anh theo không kịp á thì hai lò xo này lúc nào anh cũng bơi trên cao, là anh không có đóng lại được. À, và dầu là với cái xe zin nói nhão thì đã đành rồi, nhưng mà cái xe độ thì chúng ta đã kiểm soát theo những cái điều kiện như vậy thì các bạn cũng chú ý, tức là cái lực để mà nó không đờn là tôi đang nói trong một cái giải tốc độ cho rim quay, và các bạn có thể đưa lên thí dụ lên 8.000, 9.000, lên được cũng khoảng chừng 1.000 dòng phút của max speed thôi, cũng không lên được nhiều quá đâu. Hơn nữa xe độ thì không chỉ thuần túy là độ trái lớn, thường người ta độ trái lớn kèm với lại là tăng hành trình bất tông, tức là đôn dên hoặc là chích ắc, và khuynh hướng khi mà cái hành trình bất tông nó dài ra thông qua việc đôn dên hay chích ắc thì nó đều làm cho cái RPM chậm lại và nó dư máy vì cái cốt máy quay chậm lại. Chỉ trừ trường hợp cốt máy không chậm lại, trừ trường hợp khi các bạn giữ dên nguyên thủy, các bạn làm trái lớn mà giữ dên nguyên thủy thì tua cốt máy không chậm lại. Còn những trường hợp mà các bạn đôn dên 10 ly, 13 ly, 16 ly, 18 ly, đôn dên cho hành trình bê tông dài ra thì anh đi dài anh mới đi chậm rồi, cái đó quy lực rồi ha. Anh lợi về lực anh cũng bị thiệt về đường đi. Đó. Thì anh đi chậm lại, do đó cái mà trở lại vấn đề mà chúng ta khống chế là cái lực trên cái lò xo này, cái lực như hồi nãy tôi nói bạn ngay từ đầu đó, là tối đa 63 kg, thì các bạn cứ khống chế trong cái lực 63 kg đó là an toàn. Còn các bạn đo một cái gì đó bằng kinh nghiệm hay bằng trọng lượng của mình khi lắp vô hoặc là bằng những cái gì đó thì tùy các bạn, nhưng mà cái con số mà của cái những cái tay mà làm rồ của những tài liệu rồ thì nó nói như vậy, và nó khống chế 110 đến 120 bao á, mà khi các bạn nó đụng tới bao thì hiểu là tài liệu này mang yếu tố nước ngoài. Nước ngoài thì cái làm xe của nó thì nó có cân đông đo đếm đàng hoàng để nó khống chế, chứ không phải là chỉ kinh nghiệm không, cũng cần cả kinh nghiệm nữa, nhưng mà các số liệu phải được đo. Khoa học kỹ thuật là cũng phải có đo chứ, giờ cái gì cũng án chừng không thì không được. Thì cái trọng lượng sức ép gọi là độ cứng của lò xo là cũng khống chế như vậy, và cái khe hở của hai vòng lò xo liền kề nhau cũng khống chế như vậy là ok. Những trường hợp các bạn cần cứng hơn khi độ tua máy cao hơn, dùng IC mở tua, dùng cam mở hậu tua máy cao hơn, thì nó cũng đã có cái dự phòng trong cái khoảng từ 50-55 kg, các bạn lấy cái lực tối đa 63 kg thì vẫn ok.
Rồi một cái nữa đó là tôi nói là cái rô đây cái lò xo xúc bắp. À, trong trường hợp mà bây giờ cái lực thì nói thêm mà cái yếu tố đầu tiên, cái lực ép lò xo này nó không đủ thì sao? Nó mềm quá thì sao? Mềm quá thì thay lò xo cứng hơn là kiểm tra lại, hoặc là chúng ta lấy chính lò xo zin, lò xo zin của hãng ta chêm thêm. Thay vì nó nén 28 rồi mà nó không có đủ lực, bây giờ tôi chêm miếng lông đền khoảng nửa ly vô coi có đủ không, chêm nửa ly không đủ tôi chêm một ly để làm sao, tức là chúng ta chêm lông đền vô thì cái miếng lông đền nó cũng không phải là miếng lông đền bình thường, nó sẽ có đường kính ngoài là nó lọt vô trong cái gờ ở dưới chân ngang, rồi đường kính trong của nó cũng vừa trong cái vai của cái gờ mà con lò xo nó ngồi lên á, tức là con lông đền nó cũng là một con lông đền tiện để cho nó vừa mọi thứ, chứ không phải là lấy, không phải là chúng ta lấy con lông đền bù lon ở ngoài rồi chúng ta thả vô là nó không đúng đâu nha các bạn, tức là lông đền đó, lông đền thợ tiện nó sẽ tiện nha các bạn. Thì cái cách mà để đủ cái lực cứng của lò xo bằng cách chêm lông đền á cũng là một cách tốt, nhưng mà là phải thỏa điều kiện, tức là khi xúc bắp nó mở ra hết như vậy nè thì cái khe hở mà một ly rưỡi hồi nãy tôi nói á, tại vì khi bạn chêm gì nó sẽ mất cái khe hở này giảm xuống, thì cái khe hở hồi nãy tôi nói một ly rưỡi giữa cái dòng này qua dòng kia đó thì cái khe hở đó vẫn phải đảm bảo là trên một ly rưỡi hoặc tối thiểu phải là một ly rưỡi, còn dưới đó là không được. Rồi tới những cái yếu tố cuối cùng là cái lò xo xúc bắp mà khi ráp vô thì người ta yêu cầu là phải ram đó. Lò xo thì nó đã nhiệt luyện đã, tức yêu cầu phải rô đai nữa. Lò xo ta sản xuất ra thì cứ thế bỏ vô xài thôi, nhưng mà ở đây thì người ta nói cái ý, tức là khi lắp bộ lò xo mới vào trong xe đó thì cũng như những bộ phận khác thì nó cần chạy rô đai. Thì thật ra điều này người ta nói thêm cho nó có chuyện để nói thôi, chứ còn một cái đầu bò mà khi lắp vô thì bao giờ cũng được chạy rô đai. Người ta sẽ chạy rô đai khoảng không có chạy nhanh, thậm chí là để tại chỗ thì để cái tốc độ khoảng 2.000 vòng phút thôi, mà chạy nói riêng cái bộ lò xo này thì nó nói là chạy cho nóng máy, chạy không tải cho nóng máy, nóng máy hẳn lên, để sang chỗ chạy không tải nóng máy hẳn lên để làm gì, những cái lò xo này nó nóng lên khoảng 300 độ hoặc hơn 300 độ gì đó, rồi sau đó tức là nó nóng lên ở một cái nhiệt độ cần thiết để nó ủ cái chất thép trong đây nè, nó ổn định hơn và nó dẻo dai hơn, rồi sau đó người ta tắt máy đi và người ta để cho nó tự động tự nhiên nó sẽ hạ nhiệt xuống cái nhiệt độ bình thường, và cái điều này sẽ giúp là tăng tuổi thọ của cái lò xo xúc bắp và hạn chế được cái hiện tượng là gãy lò xo xúc bắp do nó giòn quá. Ngoài ra về vấn đề lò xo xúc bắp xài bao lâu thì thay, thì nước ngoài nó tính là 100.000 dặm, 100.000 mai á, tức là 160.000 km, nếu mà chạy qua khoảng một lần rưỡi của cái tour đồng hồ á, thì phải thay vì nó mỏi rồi. Thì nó nói mỏi là nó giảm 10% độ cứng của lò xo, thì nếu giảm 10% độ cứng lò xo mà chúng ta chấp nhận được thì chúng ta vẫn để chạy không sao hết, nhưng mà đối với họ thì họ khuyên là nên thay. Còn ngoài ra thì cái lò xo xúc bắp thì người ta nói rằng là nó cần được giữ cho không bị rỉ sét là một, không bị trầy xước là hai. Nó bằng thép cứng á, nhưng vẫn có thể bị trầy vì chúng ta vô tình chúng ta quẹt vào trong đá mài hay chúng ta làm cái gì đó nó bị trầy xước, hoặc là chúng ta rửa chung với nhiều thứ rồi rửa sạch rồi chúng ta để ngoài để có nước rồi nó hết dầu rồi, rồi lý do đó vì lý do nào đó rồi ít lâu sau chúng ta mới lấy ra chúng ta lắp thì cái nó bị sét, thì nó sẽ tạo ra những cái nhấp nhô tế vi, tức là những
những cái chỗ nhám, những cái rãnh nhỏ li ti đó bề mặt, và nó sẽ dẫn tới khi sử dụng là nó nhanh gãy hơn cái lò xo bình thường. Thành thử ra về mặt bảo dưỡng thì phải giữ cho nó không xét luôn luôn có dầu nhớt. Còn về mặt mà khi lắp thì tránh trầy hay tránh dùng tua vít, tua vít thì nó rất cứng, cái mũi tua vít rất cứng, là cạy seal gì đó làm nó trầy xước ở đây là nó sẽ không tốt cho sau này. Chúng ta nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng các chuyên gia thì khuyến cáo là nó có thể tạo ra tiền đề cho những cái vết nứt gãy sau này. Thay vì cái lò xo người ta xài 160.000 km nó chỉ mỏi thôi nhưng vẫn còn nguyên, các bạn có thể xài 30-40 ngàn nó gãy rồi, là cũng là một trong những yếu tố đó. Rồi cuối cùng thì chia sẻ với các bạn thì cũng thật ra cái điều kiện vật tư phụ tùng khoa học kỹ thuật bây giờ, rồi những cái thông thương, những cái mở cửa, thành ra những cái phụ tùng nó rất là nhiều. Thành ra chuyện cái chuyện độ xe mà phải tính cả cái chuyện cái chọn cái lò xo nào ấy, có thể là thừa. Đó, vì bây giờ dễ quá thì nhiều khi mua nguyên cái đầu đổ, mình muốn cái đầu đổ thông số làm sao mua nguyên đầu, hoặc là đầu rồi nguyên đầu tất nhiên đầy đủ hết, xúc bắp nè rồi cò rồi lò xo cam cò gì mọi thứ là đúng yêu cầu hết. Tức bây giờ tôi đổ nguyên cái đầu, tôi lấy cái đầu đó về tôi bắt vô, hoặc là độ đầu lòng 54, đầu lòng 55, đầu lòng 56, đầu lòng 58, đầu lòng 62 gì đó, tức là mình muốn cái gì có sẵn bê đó về xài. Thử ra cái chia sẻ này thì có thể là nó các bạn một số bạn sẽ nghĩ là nó lạc hậu, nhưng mà thôi thì tôi cũng thấy nó cũng có cái những cái hay của nó để mình nói, dầu là có thể mình cũng không sẽ không bao giờ đi mua một cái lò xo xúc bắp nữa. Bây giờ mọi thứ nó chuẩn hết rồi thì cứ bê cả công lê vào xài, nhưng mà có biết thêm thì nó cũng là một cái điều hay hay. Rồi, thân ái chào các bạn.